Chào các em, hôm nay thầy giới thiệu đến chúng ta cấu trúc 3D của phân tử rất là quen đối với nhiều em. Đây chính là phân tử C6H6. Đây là phân tử benzen. Thì phân tử benzen có 6C và 6H được liên kết với nhau bằng cái vòng, người ta gọi đây là vòng thơm hay còn gọi là nhân benzen. Thì cái vòng này rất đặc biệt, thì chúng ta thấy là có 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn. Thì đó là đặc điểm cấu tạo của phân tử benzen. Thì phân tử benzen này được nhà bác học Faraday, tên nó rất là quen chúng ta đó, nhà bác học Faraday, ổng tìm ra vào năm 1825. Nhưng để tìm ra được cái công thức cấu tạo mà ngày nay chúng ta đang thấy như thế này thì không phải là Faraday. Faraday chỉ phát hiện ra chắc này thôi, nhưng để tìm công thức cấu tạo này thì đó là nhà bác học người Đức Kekulé, ông tìm ra 1861. Thì tìm ra tới bây giờ chúng ta vẫn xác minh công thức của benzen này là đúng. Đó là có 6 cạnh đều, có 3 liên kết đôi và 3 liên kết đơn nằm xen kẽ với nhau trong một cái vòng. Thì ở đây chính là cấu trúc mà chúng ta tìm hiểu của phân tử benzen mà thầy giới thiệu chúng ta hôm nay.